Festival Hoa Đà Lạt 2019, Hoa hậu Lương Thùy Linh được chọn làm đại sứ. Festival Hoa Đà Lạt 2019 đã chính thức khởi động với buổi công bố đại sứ. Hoa hậu Lương Thùy Linh là người được đảm trách vị trí cao quý này. Đây cũng là hoạt động lớn của cô trước khi lên đường đến London tranh tài tại Miss World 2019, Hoa hậu Thế giới 2019. Mặc dù mặc lên mình bộ trang phục kiều diễm, kiêu sa nhưng Lương Thùy Linh luôn thân thiện, giản dị và hồn nhiên đúng với lứa tuổi 18 của mình. Hiện tại, cô đang tích cực luyện tập và chuẩn bị các khâu cuối cùng trước khi đến với Hoa hậu Thế giới. Khi biết tin được đảm nhiệm vai trò đại sứ Festival Hoa Đà Lạt 2019, Lương Thùy Linh cho biết, tôi vinh dự và hạnh phúc khi được trao nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ quan trọng nên tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm được giao. Tuy những loài hoa không biết nói nhưng chính nàng hậu sẽ mang câu chuyện của chúng quảng bá khắp nơi, không chỉ gói gọn trong Việt Nam mà còn là bạn bè quốc tế trong chuyến tham dự Miss World. Thùy Linh hứa hẹn sẽ truyền tải thông điệp lẫn hình ảnh tươi đẹp, thơ mộng của Đà Lạt ra với thế giới, mời bạn bè quốc tế đến thăm vùng đất xinh đẹp này để phần nào góp phần thúc đẩy lĩnh vực du lịch nơi đây hiệu quả hơn. Festival Hoa Đà Lạt năm nay do đạo diễn Hoàng Nhật Nam đóng vai trò tổng đạo diễn. Anh tiết lộ, festival năm nay sẽ có nhiều điều độc đáo, mới mẻ hơn so với những kỳ tổ chức trước đây. Điểm nhấn là vấn đề môi trường được đề cao hàng đầu trong sự kiện năm nay, chính vì thế sẽ có rất nhiều điểm khác lạ trong Festival Hoa lần này. Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 chủ đề Đà Lạt và Hoa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2019 từ quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam tâm sự. Bắt tay vào thực hiện Festival Hoa Đà Lạt năm nay tuy sẽ có chút hồi hộp và áp lực, nhưng với kinh nghiệm của mình tôi sẽ cố gắng đem lại một không gian mới lạ, khác hẳn với những Festival Hoa được tổ chức trước đó. Hơn hết, tôi có một sự yêu mến, ngưỡng mộ đặc biệt với vùng đất xinh đẹp này nên đây sẽ như một nguồn động lực để tôi tự tin hoàn thành tốt vai trò quan trọng này.